Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style nào cùng phong cách. Các bạn thân mến, việc tính toán và duy trì cân nặng ở mức lý tưởng, phòng ngừa béo phì là điều mà ở bất kể lứa tuổi nào chúng ta cũng đều quan tâm. Nhưng không phải ai cũng có thể dành cho mình được một chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý để có thể sở hữu được điều này. Vậy nếu bạn vẫn đang tự ti về vóc dáng thừa cân của mình thì ngay bây giờ hãy trò chuyện cùng với những chuyên gia của chúng tôi để xem rằng có những cái lời giải đáp như thế nào để giúp chúng ta có thể tháo gỡ được điều này quý vị nhé. Và ngay bây giờ Huyền Quỳnh xin giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh, quyền trưởng khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ bệnh viện Bưu điện. Xin kính chào quý khán giả của chương trình Let's Style. Rất vui được đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và giám đốc sáng tạo Tôn Hiếu Anh. Xin chào Huyền Quỳnh, xin chào bác sĩ Ninh ạ. Thực ra cái vấn đề mà bị thừa cân thì chúng ta đã nhắc tới khá nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thì một cái chủ đề mà được nhiều người quan tâm hơn nữa đó chính là thừa cân ở vòng 2. Thì không biết là đã khi nào hai anh bị đối diện với cái việc là chúng ta thừa cân ở vòng 2 chưa ạ? Hình như cảm giác này thì 20 năm nay đều ôm một em bé mỡ ở trước bụng rồi. Nó rất là quen thuộc bởi vì mình cho rằng mỡ tích ở eo là chỗ lên nhanh nhất đối với chúng tôi. Nhất là khi mà mình ăn uống hơi thừa chất một chút này, không chịu vận động này thì công nhận là nó sẽ tích lũy ở đây. Nhất là tôi nhớ là hồi bé mình tập rất là chăm ở phần bụng. Mình lớn lên thì mình không vận động nhiều này, mình tích tụ quá nhiều cái chất béo nên đâm ra bao nhiêu của nả nó dồn hết vào vòng 2, không biết Linh thế nào. Thì đúng là như anh Hiếu Anh đã nói thì là cơ bản là cái lối sống của mình thôi, cái vận động tập tành của mình ít đi. Và đặc biệt đàn ông thì chúng ta là hay uống bia, đấy là hay trêu nhau đến bụng bia. Phụ nữ thì trải qua quá trình mang bầu thì những cái vùng tích mỡ đấy và cùng kèm với cái sổ bụng trong quá trình mang thai cũng như sinh nở thì cũng là một cái vấn đề mà chúng ta cũng đang rất là phải quan tâm. Tiệm chung lại thì chúng ta sẽ có những cái nguyên nhân nào là dẫn tới vòng 2 của chúng ta bị tích mỡ ạ? Cái nặng nhất là ăn uống, khi mà mình ăn quá nhiều chất béo, ăn quá nhiều đường. Hai nữa là chế độ luyện tập của mình không có. Ba nữa là cái sinh hoạt của mình không khoa học, cứ thức đêm như bọn mình hoặc là stress, nó cũng có thể tạo ra béo phì. Anh Hiếu Anh cũng nói cũng gần hết rồi. Thế còn một yếu tố nữa đấy là những cái bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, hoặc là mình phải dùng một số cái thuốc đấy thì nó cũng sẽ gây tích mỡ. Hoặc là những bạn điều trị vô sinh hiếm muộn, người ta cũng có thể gây tích mỡ. Thế thì còn những cái vấn đề yếu tố vận động hay ăn uống hay là hoặc là một yếu tố là di truyền, tức là nhiều khi là cả nhà mình đều có cái tạng người giống nhau thì đấy cũng là một yếu tố mà gây béo. Chúng tôi hay nói đùa là có những người ăn bao nhiêu không béo, còn chúng tôi thở tí là đã thấy mỡ rồi. Chúng ta sẽ có những cái giải pháp như thế nào để giúp chúng ta khắc phục được cái vòng 2 phì đại ạ? Chắc chắn thì nói đến đây thì ai cũng luôn rất là ngại khi mà phải nói là phải tập thể dục, đúng không ạ? Bởi vì có tập thể dục, có chế độ ăn thì cơ thể mới đẹp được. Nhưng mà hiện giờ tôi thấy có rất là nhiều các phương pháp để chúng mình tìm đến thẩm mỹ để tạo được ra một cái vòng 2 thật đẹp. Vâng, bởi vì là có rất là nhiều người phàn nàn rằng là họ đã tập thể dục, nhưng cái việc mà để có thể gầy đi đồng đều cả cơ thể thì là việc dễ dàng, nhưng mà việc mà chỉ muốn bé cái phần vòng 2 thôi thì là một việc khó. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải nhờ tới những cái biện pháp mà gọi là can thiệp. Những cái luyện tập thì thực sự là chúng ta phải luyện tập ở một cường độ cao. Còn nếu mà đơn thuần chỉ chạy 15-20 phút thì rất là khó để mà giải quyết được một số mỡ của một số vùng, đặc biệt là vùng bụng. Bởi vì nếu mà chúng ta vận động đơn thuần chỉ có cái vùng đùi, vùng mông và vùng tay là chính thôi, thế vùng bụng thì khó khắc phục. Thế còn chúng ta phải muốn để có cái vòng 2 được đẹp thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện chúng ta phải có cái hỗ trợ về mặt nội khoa hoặc ngoại khoa hoặc can thiệp như thế nào đó để chúng ta tối ưu hóa cái vòng 2 của mình. Tôi có một cái suy nghĩ như này nữa, đấy là khi mà mình còn trẻ dưới 25 tuổi thì bạn tập luyện nó rất là vào. Nhưng mà có một câu hỏi là khi mà mình lớn ở tuổi 30 đi, mình đi làm quá bận rộn, có nhiều người không đủ thời gian để mà tập luyện nữa, kể cả họ làm việc cả ngày mà may ra chỉ gập bụng 20-30 cái thì nó cũng không thể nào làm đẹp được cái vòng 2. Chúng ta nói đùa với nhau là không thấm ở đâu đó. Vậy thì chúng ta sẽ có những phương pháp như thế nào để giúp chúng ta có thể mang lại được một cái vòng 2 như ý muốn? Tôi xin nói trước những phương pháp mà không phải can thiệp. Ví dụ chúng ta sẽ đến có rất là nhiều loại máy mà quảng cáo rất là nhiều giảm béo 1 triệu đồng một trị liệu. Nói đùa vậy thôi, nhưng mà có nhiều cái phương pháp mà dùng máy móc này, cuốn nóng này. Ngoài ra thì chắc là về ngoại khoa thì phải hỏi bác sĩ. Anh Hiếu Anh cũng đã trao đổi, đấy là cái đầu tiên là dùng nội khoa. Thế là toàn bộ cái hệ thống máy móc thì có nói chung là thượng vàng hạ cám đấy. Và bây giờ thì muôn hình vạn trạng, có những cơ sở thì chúng ta đến chúng ta tiêm vài cái chất, nói chung là đại tất cả là chất cấm, sau đó chúng ta đánh bằng tay
hoặc chúng ta massage thì chẳng có cái nguyên lý nào làm để cho chúng ta giảm được mỡ cả. Thế cái thứ hai nữa là chúng ta áp nóng hoặc là dùng cái những cái máy trị liệu thì thực tế nếu đồ mà tốt ấy, thì rất giá thành rất cao. Bởi vì những cái máy đấy chúng ta đầu tư thì có thể lên đến 2-3 tỷ một cái. Còn những cái máy 1-200 triệu thì không giá trị gì cả. Thế còn cái phương pháp can thiệp mà hiệu quả nhất đấy là chúng ta hút mỡ. Chúng ta đưa cái công nghệ vào, chúng ta đưa những cái cannula rất là nhỏ và chúng ta hút trực tiếp cái lượng mỡ thừa ra. Nhưng cái đấy thì chúng ta lại có một thời gian nghỉ dưỡng, thì khi đấy thì mới có một vòng 2 hoàn hảo được. Khi mà chúng ta sử dụng tới cái dịch vụ đó là hút mỡ bụng thì chúng ta sẽ phải đầu tiên là phải chuẩn bị vì những gì ạ? Đầu tiên là chuẩn bị thật kỹ về tâm lý. Tôi nghĩ với một người phụ nữ, với một người đàn ông hay là bất cứ ai mà muốn làm đẹp thì đầu tiên là tâm lý của mình phải thoải mái và vững vàng. Mình phải đọc trước để mình nắm được thông tin, để bạn cứ đến quá trình nào bạn sẽ hiểu về nó thì bạn sẽ yên tâm chuẩn bị tâm lý cho mình. Ok, hãy ví dụ giả sử mình chọn phương pháp là bây giờ phẫu thuật hút mỡ bụng nhé, thì hãy đến nghe bác sĩ tư vấn, họ sẽ tư vấn cho bạn thể trạng của bạn, cơ thể của bạn, cách sinh hoạt của bạn, thì liệu phương pháp này tối ưu được đến bao nhiêu lâu, kéo dài được bao lâu. Bạn sẽ phải chuẩn bị tâm lý cũng như chuẩn bị tiền bạc nữa để mình có một cái hành trình làm đẹp một cách hoàn hảo. Bên cạnh đấy thì khi khách hàng đến thì nếu mà chúng ta ngồi bàn với nhau xong, kỹ lưỡng xong thì chúng ta phải có một quá trình kiểm tra tất cả những cái xét nghiệm thông số cơ bản nhất về tim phổi, về những bệnh lý nền, về máu làm sao, hoặc là siêu âm vùng bụng thì nó có cái bất thường gì trong vùng bụng hay không, hoặc là cũng có những cái khối thoát vị thành bụng hay không, bởi vì nhiều người bụng to nhưng mà kỳ thực là ruột nó ngay ở phía dưới thôi, thì chúng ta cũng phải kiểm tra rất là kỹ lưỡng chứ không thể nào đưa máy vào mà can thiệp vào vùng đó được. Thế sau đó đấy thì chúng ta phải có một cái liệu trình, bởi vì hút không phải là xong là đi về là xong, bởi vì phải có thời gian 5 ngày đầu tiên nó có điều gì diễn ra, 10, 15 ngày có điều gì diễn ra, và 1 tháng và 3 tháng sẽ như thế nào, thì nó phải lộ trình chúng ta phải hiểu rất rõ thì chúng ta mới có được cái kết quả hoàn hảo. Chúng ta đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Bây giờ còn một điều mà mọi người rất là băn khoăn, đó là chúng ta không thể phủ nhận trên thị trường bây giờ có rất nhiều những cơ sở thẩm mỹ không đủ thẩm quyền nhưng họ vẫn cứ thực hiện những cái phẫu thuật mang cái tính hơi nguy hiểm. Vậy thì khi mà chúng ta thực hiện sai cách hoặc là cơ sở không đủ vật chất thì sẽ diễn ra những hậu quả như thế nào ạ? Tôi cho rằng là chúng ta đang làm đẹp nhiều khi hơi bất chấp một chút. Có thể là ngành thẩm mỹ kiếm ra nhiều tiền. Người ta đã làm, tôi nghĩ là làm chui từ rất là nhiều năm nay rồi. Những cái gọi là xảy ra biến cố trong y tế là tự nhiên bạn phải có tỷ lệ rủi ro rất là nhiều phần trăm, đúng không ạ? Rất đơn cử là xét nghiệm đủ mọi thứ xong rồi sẽ có một cái rủi ro nào đó xảy ra, ví dụ như là chỉ là dị ứng hoặc là sốc phản vệ, thì liệu rằng cái cơ sở đấy có đủ để làm giúp bạn gọi là cấp cứu hồi sức hay không, và mọi người đang coi thường cái sức khỏe của mình. Thực tế thì hiện tại khoảng 90-95% tất cả những cái thủ thuật hút mỡ trên thị trường là đều là không đúng theo quy định, bởi vì một điều cơ bản đấy là phải làm trong bệnh viện. Và cái bệnh viện đấy phải được cấp phép về phẫu thuật hút mỡ. Chứ không phải bệnh viện nào cũng có thể làm được. Ở Hà Nội ví dụ có những bệnh viện người ta không chuyên khoa đó. Mình đưa khách hàng đến hút mỡ ở đấy vẫn là sai. Mặc dù kể cả bác sĩ đấy là bác sĩ tạo hình thẩm mỹ. Thế thì còn khi chúng ta, tại sao chúng ta phải quan tâm rất lớn, bởi vì cái công nghệ máy móc này đầu tư thì thực sự là rất là tốn tiền. Đôi khi chúng ta đến một cái cơ sở thẩm mỹ chúng ta chỉ nhìn cái vỏ bên ngoài thôi, cái hào nhoáng bên ngoài thì mọi người nhìn thấy thế, nhưng cái máy móc thì nếu người ta đầu tư thì người ta không quay vòng vốn được. Và khi hút mỡ thì có một cái điều rất là quan trọng, đấy là gây mồi sức. Thì làm sao gây mồi sức thì người ta là cái người sát cánh đối với cái phẫu thuật viên trong quá trình có xảy ra tai biến hay không. Thì thực tế mà nói thì có rất nhiều các cái hậu quả rất là nghiêm trọng, thậm chí chết người. Bởi vì chúng ta muốn hút mỡ được, chúng phải giảm tê, chúng phải giảm đau. Thì chúng ta đưa một cái lượng thuốc mê, một lượng thuốc tê quá lớn vào thì ngộ độc thuốc tê. Và ngộ độc thuốc tê thì gần như không cứu được. Còn những cái vấn đề khác như là tắc mạch mỡ hoặc là chảy máu hoặc là nhiễm trùng hoặc lồi lõm hoặc hoại tử da thì cái đấy là do vấn đề công nghệ và vấn đề tay nghề. Thì cái đấy thì các bạn hình dung nếu mà đã làm không chính thống thì nó rất khó để kiểm định vấn đề đó. Nhưng Huyền Quỳnh có tự tìm hiểu thì thấy được là thu nhỏ vòng 2 thì sẽ có hai cách. Thứ nhất là hút mỡ, thứ hai còn một cái dịch vụ nữa đó chính là bóc tách. Thì không biết là bác sĩ có thể giải thích rõ về hai dịch vụ này cho mọi người được biết không ạ? Đây là hai cái chỉ định khác nhau dành cho khách hàng. Đối với những khách hàng mà sổ bụng ít
và người ta vẫn còn cái một cái hình thể là eo tương đối thon, người ta có thừa một lớp mỡ bụng đơn thuần và thừa ra ít ở vùng bụng trên, bụng dưới hoặc hai eo thì chúng ta hút mỡ. Nhưng cái từ hút mỡ là kỳ thực mà nói thì nó phải là như này, đấy là điêu khắc cơ thể, là chúng ta tạo ra những cái đường cong, chúng ta lấy mỡ vùng này chúng ta có thể bổ khuyết vào vùng kia, chứ không nghĩ đơn thuần là chỉ mình hút mỡ mình bỏ đi như trước đây người ta hay khái niệm người ta hay làm. Thế còn những cái trường hợp mà mình hút mỡ và kèm với tạo hình thành bụng thì đấy là những trường hợp khi người ta sinh con đủ số lượng con rồi và tình trạng sổ bụng, tức là cái thành bụng người ta bị trương lực cơ, người ta bị kém, người ta nhão ra và người ta thậm chí thoát vị thành bụng và cái lớp mỡ da trùng rất là nhiều. Thì nếu chúng ta hút mỡ đơn thuần thì không giải quyết được vấn đề sổ bụng và cái lớp mỡ da thừa thì lại càng thừa, nó cứ lèo nhèo trước bụng ấy, thì người ta tạo hình, người ta cắt đi thì khi đấy thì sẽ tạo ra cái hình thể tốt nhất cho khách hàng. Thực ra là nói từ nãy tới giờ thì chắc là những khán giả của chúng ta rất là tò mò, không biết rằng quá trình đó sẽ diễn ra như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng theo chân một nhân vật để xem rằng là quá trình thu nhỏ vòng 2 sẽ diễn ra như thế nào quý vị nhé. Mỡ bụng sau khi sinh luôn là nỗi lo chung của các mẹ bỉm sữa, và chị Đinh Hoàng Yến cũng nằm trong số đó. Vòng 2 sổ khiến chị Yến mất sự tự tin và ảnh hưởng không nhỏ đến công việc cũng như sinh hoạt hàng ngày. Với mong muốn sở hữu một vòng 2 thon gọn, chị Yến đã quyết định trải nghiệm thu nhỏ vòng 2 bằng công nghệ xâm lấn. Sau khi được tư vấn, chị Yến được bác sĩ thăm khám sức khỏe tổng quát để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe trước khi thực hiện. Bác sĩ xem xét các vùng eo, bụng và tính toán số lượng mỡ sẽ lấy ra khỏi cơ thể. Tiếp theo, bác sĩ gây mê tiến hành xâm lấn và dùng máy hút mỡ với hệ thống sử dụng năng lượng sóng siêu âm tác động thông minh, hóa lỏng và đưa mỡ thừa ra khỏi cơ thể bằng hệ thống áp lực âm đánh tan những khối mỡ cứng đầu bên trong vùng bụng. Sau đó, một thiết bị chuyên dụng sẽ đưa mỡ ra ngoài. Vậy là sau 3 tháng thực hiện thu nhỏ vòng 2, chị Yến đã có thể tự tin với vòng 2 thon gọn của mình. Không biết là công nghệ gần đây thì có gì mới hơn so với trước kia ạ? Gần đây thì những cái cơ sở lớn họ đầu tư hoàn toàn hệ thống máy móc hiện đại. Thứ nhất là nếu mà trên thị trường nó có 4 loại công nghệ chính. Một là dùng cái năng lượng là sóng siêu âm. À, chúng ta đưa sóng siêu âm mà chúng ta phá tổ chức mỡ. Thì cái thứ hai nữa là cái công nghệ rung lắc microe, tức là chúng ta đưa cái rung lắc cơ học nhưng bằng sóng siêu âm, tức là 1 phút có thể dao động từ 3.000 5.000 lần rung lắc. Và cái nữa là dùng laser, tức là chúng ta dùng cái năng lượng nóng của laser chúng ta đốt cái mỡ ra. Và cái thứ tư là dùng cái phân tách bằng nước, là giống như mình xịt cái tia nước giống như mình rửa xe ấy, nhưng mà cái áp lực vừa đủ và cái mức độ nó nhỏ thì người ta cũng phá mỡ ra. Thì 4 cái công nghệ đấy là công nghệ chính. Thế thì có đại đa số là người ta chỉ dùng 1 trong 4 công nghệ bởi vì cái chi phí đầu tư nó rất là lớn. Còn những cái cơ sở mà mix 2 hoặc 3 công nghệ vào để làm hoàn hảo nhất cho khách hàng thì đấy là cái ở Việt Nam thì rất là ít. Bởi vì mỗi cái có một cái ưu cái nhược điểm và không cái nào có thể bù đắp được cho cái nào cả. Có một điều mà chị em phụ nữ quan tâm nhiều nhất đó chính là sau khi làm rồi thì bao lâu chúng ta sẽ thấy đẹp ạ? Đối với những trường hợp mà càng mập
thì thấy đẹp càng nhanh. Đấy là điều mà chúng ta thấy cải thiện ngoạn mục. Còn những bạn mà có cái hình thể mà nhìn đã hợp lý rồi nhưng mình muốn đẹp hơn thì cũng phải thời gian, cũng phải đôi ba tháng. Tháng đầu tiên là để ổn định thôi. Đơn thuần nếu hút mỡ thì trong vòng tháng đầu tiên chúng ta phải giữ form, chúng ta phải đeo gel, trong khi chúng ta vận động nhẹ nhàng, xong chúng ta lại phải chạy máy, có những cái máy công nghệ để chúng ta làm cho mềm da, để làm tăng sinh collagen. Thế bắt đầu tháng thứ 3 trở đi là chúng ta bắt đầu vận động tăng lên và khi đấy nó đã vào form rồi. Những ai sẽ là người mà sử dụng phương pháp này được hiệu quả nhất ạ? Tất cả các bạn tôi chia sẻ là những cô mà hơi mỡ thì đừng nên đi làm, chịu khó dùng các phương pháp khác. Còn thật là nhiều mỡ hãy nên đi làm thì rất là hiệu quả, và đặc biệt dành cho những người mà siêu bận rộn và siêu lười nữa. Ngoài ra là tôi còn phát hiện phương pháp này mọi người còn có thể dùng được ở nhiều điểm khác nhau chứ không gì là vòng 2. Vâng, hút mỡ bụng thì hiệu quả là đối với những người béo phì ở mức độ vừa phải. Béo quá thì cũng rất là khó, bởi vì khi đấy hút thì rất nguy hiểm và lại phải chia ra thành nhiều công đoạn, nhiều đợt. Trước đây thì có một số trung tâm là người ta hút một phát từ đầu đến cuối, có nghĩa là một ca làm có thể tới 10-12 tiếng. Thì thực tế mà nói thì cái tỷ lệ tai biến rất là cao. Thế còn hút mỡ thì bây giờ chúng ta có thể hút mỡ vùng cằm, vùng má, vùng nách, vùng cánh tay, vùng thắt lưng, hoặc là vùng bụng, vùng đùi. Đấy là những vùng mà chúng ta có thể hút và hiệu quả. Thường thì các chị em quan tâm rất nhiều đến việc là mỡ có quay trở lại không? Có chứ, bởi vì nếu mà bạn ăn uống lại tiếp tục phủ phê như cũ, bạn không giữ gìn. Bởi vì làm đẹp xong rồi, cái bọn tôi hay nói với nhau nữa là đẹp rồi xong giữ để đẹp còn lại là một quá trình tiếp theo. Nhưng mà thường đa phần mọi người sẽ có một cái ý thức là bớt ăn đi, luyện tập một chút, bởi vì sau một lần làm đẹp nó vừa tốn kém về tinh thần, vừa tốn kém về thể chất nữa, thì mọi người thường sẽ có ý thức hơn. Và ví dụ vẫn tiếp tục cái lối sống đấy thì chắc là vài ba năm bạn cũng lại phải quay lại gặp bác sĩ một lần nữa. Nhưng mà cái việc mà mỡ quay lại có nhanh hay không thì sẽ dựa vào nhiều yếu tố hay là chỉ về yếu tố bản thân mình thôi ạ? Cái cơ bản và khó nhất đấy là thay đổi thói quen hành vi cho khách hàng. Khi đến những trung tâm thì chúng tôi phải, trước khi làm chúng tôi phải tư vấn những liệu trình, tức là có thể là liên kết với một chỗ nào đấy để luyện tập như sao. Nhưng điều đấy đối với khách hàng là cũng tương đối khó. Có thể cho họ chế độ ăn, nhưng cái hàng ngày chúng ta làm việc nhiều khi là ủa tôi mệt rồi, tôi tự ăn gì cho được. Đấy là cái tâm lý chung. Thế còn nếu mà chúng ta đáp ứng mà chúng ta lại đưa vào cái nạp năng lượng quá nhiều thì thông thường sau khoảng 2 năm thì cái lớp mỡ đấy nó dày lên. Nhưng bản chất chúng ta hiểu như này, ví dụ chúng ta có 1 triệu tế bào mỡ, chúng ta hút ra 500.000 tế bào mỡ rồi, thì 500.000 tế bào mỡ còn lại nó không sinh ra thêm tế bào mỡ nữa, nhưng nó lại tăng kích thước, thì chúng ta lại phải hút đi. Thì đấy là do là người ta tái tạo mỡ, là tái tạo mỡ do cái kích thước nó tăng lên chứ nó không tăng lên về số lượng. Về đến cuối chương trình rồi thì chắc là chỉ cần một cái điều nữa mà khán giả rất là mong muốn, đó là một lời khuyên tới từ hai vị khách mời. Lời khuyên của mình thì rất là đơn giản thôi, hãy chọn đến những cơ sở thật là uy tín, rất là các bệnh viện lớn mà được chỉ định của Bộ Y tế cho phép công đoạn là được sử dụng dịch vụ hút mỡ. Hãy tìm hiểu thật là kỹ thông tin chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng, đến tận nơi để cho những người bác sĩ có chuyên môn họ tư vấn cho mình. Đối với bản thân mình thì mình có một lời khuyên là chúng ta phải nghiên cứu và thay đổi cái lối sống của mình trước. Đấy là điều tiên quyết, và khi chúng ta thay đổi lối sống tích cực rồi và điều đấy nó vẫn chưa đáp ứng được thì chúng ta nên tìm hiểu vấn đề, chúng ta can thiệp làm sao là để cho nó an toàn và hiệu quả. Và sau khi an toàn rồi thì chúng ta lại tiếp tục thay đổi lối sống tích cực hơn thì chúng ta mới có cái hình thể như ý được. Bởi vì không có gì mà làm nó ngắn, nó nhanh mà để được kết quả mỹ mãn cả. Nó là một quá trình lâu dài và nhiều năm. Xin cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, ở cuộc sống của chúng ta thì rất là bận rộn. Chính vì thế mà khó có thể duy trì cho mình một chế độ tập luyện và ăn uống đúng cách. Nhưng các bạn cũng đừng quá lo lắng. Với cái thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay thì chúng ta sẽ có rất rất nhiều những phương pháp bổ trợ giúp cho chúng ta có thể lấy lại được một vóc dáng khỏe mạnh. Và Let's Style ngày hôm nay thì đã đưa tới cho quý vị một trong những phương pháp mà đang được đánh giá rất cao, mang tính an toàn và hiệu quả cao nhất. Và vào những phút cuối thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển.